Giao thông điện xanh là một trong những sáng kiến mà chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP phát động nhằm mục đích thúc đẩy việc di chuyển xanh để giảm ô nhiễm không khí và các nguy cơ sức khỏe do ô nhiễm gây ra. Trong 2 tháng tới, chương trình chia sẻ xe đạp điện sẽ được tiến hành tại một khu đô thị ở Hà Nội. UNDP sẽ phân tích chi tiết tất cả các dữ liệu và lập một bản báo cáo đánh giá tác động giảm khí thải nhà kính cũng như cải thiện chất lượng không khí.